We'll be right back.
Set my heart afire.
Đấu vô cùng hấp dẫn và ấn tượng đến từ 8 đội bóng đã mở đầu cho hành trình tìm kiếm ngôi vô địch giải bóng đá ICO Open Cup năm 2022. Và có những niềm vui, có những tiếc nuối bởi những bàn thắng đã bỏ lỡ. Song hơn tất cả, 8 đội bóng của chúng ta đã cống hiến cho quý vị khán giả những màn trình diễn đặc sắc. Và không biết nói gì hơn, hãy dành một tràng vỗ tay để cảm ơn 8 đội bóng đã có một màn ra quân hết sức tuyệt vời trước thềm khai mạc. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị hãy cùng thưởng thức một tiết mục vô cùng đặc sắc và hấp dẫn đến từ vũ đoàn Homies. Xin mời vũ đoàn Homies. Mắt để rửa, mắt để rửa.
2022 là giải bóng đá được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm
10 năm ngày thành lập công ty ICO, ngày 17 tháng 11 năm 2012, ngày 17 tháng 11 năm 2022. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Thiết bị Điện và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, tư vấn và cung cấp các sản phẩm cho ngành điện trong và ngoài nước. Và giải bóng đá ICO Open Cup năm nay là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng hành trình kỷ niệm ICO 10 năm phát triển và vươn xa. Thông qua giải, trên tinh thần đoàn kết, yêu thể thao và nhằm tăng cường nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho các cán bộ, anh chị em trong công ty cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thiết bị Điện và Xây dựng Công nghiệp Hà Nội Việt Nam đã tổ chức giải bóng đá ICO Open Cup năm 2022. Thông qua giải nhằm tăng cường giao lưu giữa các cán bộ, nhân viên trong công ty ICO, đồng thời tạo sự kết nối đồng hành giữa các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, cổ vũ động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của công ty cổ phần ICO. Mùa giải năm nay với sự góp mặt của 8 đội bóng tài năng, mỗi đội bóng mang tới sân chơi này một màu sắc, một chiến thuật khác nhau, tuy nhiên đều có một điểm chung là khát khao giành chiến thắng và quyết tâm thi đấu hết mình. Và chúng tôi cũng như quý vị khán giả đang xem qua live stream, cũng như quý vị khán giả đang có mặt ngày hôm nay, hãy cùng chờ xem đội bóng nào sẽ chạm tay tới cúp vô địch quý vị nhé. Quý vị thân mến, năm nay chúng ta đón chào 8 đội bóng. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đội bóng Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế BAT Việt Nam. Chào đón đội bóng Công ty Cổ phần Ecoland. Đội bóng Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long. Đội bóng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ứng dụng Toàn cầu EDA. Xin được chào đón đội bóng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện và Xây dựng Công nghiệp Hà Nội. Đội bóng Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Hà Nội. Xin được chào đón đội bóng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện MBT. Xin được chào đón đội bóng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Và hy vọng với tinh thần thi đấu quyết tâm cao của các đội bóng năm nay, chắc chắn sẽ cống hiến cho khán giả thật nhiều màn trình diễn đặc sắc và sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong hành trình đá bóng của các cầu thủ năm nay. Tôi tin chắc rằng với sự làm việc hết sức công tâm của tổ trọng tài cùng với sự tâm huyết của ban tổ chức, chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn mà chỉ riêng ICO Open Cup mới có được. Kính thưa quý vị, trong không khí vui tươi của buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng ta phải dành lời cảm ơn tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã bớt thời gian để tham dự tới buổi lễ khai mạc. Chúng tôi xin hân hạnh đón tiếp và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Viết Khang, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hoàng gia Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty Thiết bị Điện và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hồng Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiết bị Điện và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Hệ, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế BAT Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Mạnh Tiến, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Bình, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Ứng dụng Toàn cầu EDA. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Quý Nghĩa, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Tuấn Linh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Điện MBT. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Anh, Giám đốc Sản xuất Công ty Cổ phần Thiết bị Điện MBT. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Anh Phương, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Ecoland. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hưng, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Đình Dũng, trưởng ban tổ chức giải đấu ICO Open Cup năm 2022. Cùng lực lượng trọng tài, các vận động viên, cổ động viên có mặt đông đủ trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Và tiếp tục chương trình, tôi xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Hồng Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ICO lên sân khấu phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin được kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cầu thủ và các cổ động viên của các đội. Công ty cổ phần thiết bị điện và xây dựng công nghiệp Việt Nam, viết tắt là công ty ICO, được thành lập ngày 17 tháng 11 năm 2012. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hiện tại công ty đã khẳng định được thương hiệu của mình trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị điện tại Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, công ty ICO đã tổ chức giải đấu bóng đá ICO Open Cup 2022. Giải bóng đá là sân chơi để giao lưu, kết nối những con người cùng chung đam mê. Và tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị đại biểu, các vị khách quý và các cầu thủ, các cổ động viên đã tham gia buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc giải bóng đá ICO Open Cup 2022. Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu khai mạc đến từ ông Đỗ Hồng Phúc. Kính thưa quý vị, có lẽ rằng cho đến thời điểm hiện tại bây giờ, ai trong chúng ta cũng không thể quên được những thành tích mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mang được ở đấu trường quốc tế. Những cú sút vào lưới đối phương đẹp mỹ miều hay là trận đấu ở Thường Châu năm đó, chắc hẳn niềm tự hào đó vẫn còn chảy trong mỗi chúng ta. Và bóng đá nước nhà ngày một phát triển, tinh thần thi đấu và ý chí quyết tâm cao trong các trận đấu của các cầu thủ luôn luôn được nung nấu và không bao giờ ngừng chảy. Và ngày hôm nay, tại buổi khai mạc này, có sự xuất hiện rất đặc biệt đến từ các cầu thủ, là những người anh, là những cầu thủ xuất sắc, những người tiền bối đã đi trước và đã đồng hành thi đấu ở nhiều giải bóng đá lớn trong và ngoài nước, đã về đây, về với buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị cầu thủ Đỗ Duy Mạnh. Xin được trân trọng giới thiệu cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Xin được trân trọng giới thiệu cầu thủ Phạm Tuấn Hải. Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị cầu thủ Nguyễn Đức Huy. Và chắc hẳn bây giờ các cầu thủ của chúng ta có rất nhiều điều muốn chia sẻ tới các vận động viên cũng như các quý vị đang có mặt trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Tôi xin được mời các cầu thủ bước lên sân khấu có đôi lời chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Vâng, em xin được mời anh Đỗ Duy Mạnh ạ. Vâng, em chào anh. Trước tiên thì cảm ơn anh đã dành thời gian tới tham dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Em cũng như tất cả mọi người ở đây đều biết anh đã có một hành trình cống hiến và hết mình cho niềm đam mê bóng đá. Chính niềm đam mê đấy đã giúp anh có được những thành công. Và ngày hôm nay em rất muốn anh chia sẻ với các cầu thủ ở phía dưới hành trình anh đã bước đi, cũng như là những lời chúc mừng động viên cho buổi lễ khai mạc giải bóng đá ICO Open Cup năm nay. Cảm ơn chị. Lời đầu tiên thì em xin phép thay mặt mấy anh em cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam gửi lời chào đến toàn thể các anh chị cũng như là các lãnh đạo, quý vị đại biểu ở các công ty điện lực. Thực ra đây là lần thứ hai em tham gia giải ICO giải bóng đá. Lần trước thì em nhớ không nhầm tổ chức ở số đoạn Phạm Đông, thì anh trai anh chồng của em là công ty ICO. Thì thực ra thì đối với mỗi cầu thủ như bọn em thì như người biết thì ngay từ khi còn là cậu bé rất là đam mê bóng đá, cũng như là giống như mọi người cũng dành tình cảm rất nhiều cho bóng đá. Nhưng đặc biệt một điều mà đối với cá nhân em thì chính người anh trai của mình đã đưa mình đến với trái bóng sớm nhất từ khi còn là một cậu bé, được gia đình ủng hộ, đặc biệt là mẹ rất là ủng hộ, thì điều đó đã giúp em thôi thúc em từ khi còn rất là nhỏ luôn luôn cố gắng hết mình vì đam mê thôi.
để được có ngày hôm nay thì cũng trải qua rất là nhiều năm tháng gian khổ, không phải tự nhiên được như bây giờ. Thế nên là việc mà thôi thúc trong mình những cái đam mê thì chúng ta phải khổ luyện, đặc biệt là phải có nhiều những người xung quanh hỗ trợ và đặc biệt may mắn. Còn đối với thành công thì cái điện cũng thế, công ty nào cũng phải nỗ lực để tìm cho mình một chỗ đứng, một vị thế. Thế nên việc thành công như hôm nay thì đó là sự góp sức của rất nhiều người chứ không phải chỉ riêng cá nhân ai. Thì em đến đây thì cũng rất là vui khi nhìn thấy các anh chị điện lực nhưng mà dáng rất thể thao chứ không có bụng bia quá ấy nữa. Thì điều đó rất là tốt vì những cái giải phong trào như này thì làm cho những công ty ví dụ như là điện lực thì sẽ gắn kết nhau hơn, ngoài việc giúp đỡ nhau trong việc để có thể làm những cái trạm điện tốt nhất hay là có thể giao đi bóng đá. Em đến đây thì cũng rất là vinh dự và tự hào, chỉ mong giải đấu mang tính chất giao lưu và làm sao đó anh em chơi để có nhiều sức khỏe nhất. Và đặc biệt là khi những người làm trong ngành điện như các anh ở đây thì cũng cần một sức khỏe rất là tốt. Vì sao? Vì mỗi khi thi công ở những công trình thì đều rất là nắng nôi hoặc có thể là mưa gió bão bùng. Nên là việc mà chơi thể thao để có thể nâng cao sức khỏe thì đó là điều mà tất cả ai cũng nên để tham gia thi đấu. Nên là chúc cho một giải đấu thật thành công và chúc cho mọi người thi đấu tốt và đạt kết quả cao về công ty của mình. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ hết sức nồng ấm đến từ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh. Vâng, thay mặt ban tổ chức chúng tôi cũng xin chúc anh giữ gìn sức khỏe và cống hiến thật nhiều hơn nữa cho nền bóng đá của nước nhà. Và kính thưa quý vị, tại buổi khai mạc ngày hôm nay có sự xuất hiện của 4 cầu thủ. Ban tổ chức chúng tôi có bó hoa tươi thắm kính gửi tới 4 anh. Và sau đây xin mời cả 4 cầu thủ của chúng ta cùng bước lên sân khấu để đón nhận tình cảm này từ ban tổ chức. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một phần rất quan trọng trong các buổi lễ khai mạc giải bóng đá, là phần tuyên thệ của cầu thủ tham gia giải đấu cùng với trọng tài sẽ được thực hiện ngay bây giờ. Và sau đây tôi xin mời đại diện của cầu thủ tham gia giải đấu lên sân khấu thực hiện lời tuyên thệ của mình. Xin được mời anh Nguyễn Thế Dần, xin trân trọng kính mời anh. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức giải cùng toàn thể các cổ động viên, vận động viên thi đấu ngày hôm nay. Tôi tên là Trần Đình Dân, cầu thủ thuộc IDEA FC. Hôm nay tôi xin đại diện cho toàn thể các cầu thủ, vận động viên tham gia thi đấu. Xin hứa: 1. Chấp hành các quy định điều lệ của giải. 2. Chấp hành nghiêm túc sự điều hành của tổ trọng tài, ban tổ chức giải trong quá trình thi đấu. 3. Thi đấu nỗ lực hết mình với tinh thần thể thao trong sáng, đoàn kết. Xin hứa. Cảm ơn anh. Và tiếp tục là lời tuyên thệ đến từ tổ trọng tài. Xin được mời đại diện tổ trọng tài thực hiện lời tuyên thệ của mình. Xin trân trọng kính mời. Tôi, Trần Minh Tuấn, thay mặt tổ trọng tài xin hứa điều hành giải vô tư, công bằng, điều hành giải đúng luật, đúng điều lệ, cùng ban tổ chức đưa giải đến thành công tốt đẹp. Xin hứa. Vâng, xin được cảm ơn đại diện tổ trọng tài. Kính thưa quý vị, mùa giải năm nay chúng ta có 8 đội bóng tham dự. Và sau đây xin mời đội trưởng của 8 đội bóng lên sân khấu nhận cờ lưu niệm từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông Đỗ Hồng Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiết bị Điện và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam lên sân khấu trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia mùa giải năm nay. Hãy subscribe cho
đề nghị các anh photograph có thể tiến gần hơn tới sân khấu để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng giá này. Xây dựng công nghiệp Việt Nam được thành lập vào năm 2012, có trụ sở tại thành phố Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, phân phối thiết bị điện công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam. Với phương châm sự tín nhiệm của khách hàng là chìa khóa thành công, tập thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần thiết bị điện và xây dựng công nghiệp Việt Nam không ngừng vươn lên để tạo những sản phẩm uy tín, chất lượng và các dịch vụ chuyên nghiệp nhằm khẳng định vị trí của mình trên thị trường ngành công nghiệp điện trong nước và quốc tế. Trong hơn chặng đường 10 năm cố gắng và phát triển của mình, công ty luôn hướng về những việc tốt đẹp. Trong những việc tốt đẹp đó, chúng ta phải kể đến hành trình hướng về các trẻ em khó khăn ở vùng cao với việc xây dựng cơ sở vật chất của trường mầm non Phù Lùng 2, chợ Đồn, Bắc Cạn. Kế hoạch xây dựng sẽ được triển khai thực hiện vào tháng 8 năm nay. Đó là một điều hết sức tuyệt vời mà tập thể anh chị em cán bộ, công nhân viên trong công ty cổ phần ICO sẽ làm trong thời gian tới. Và tất nhiên rồi, hành trình này sẽ trọn vẹn hơn nếu như có sự giúp đỡ và đồng hành của toàn thể quý vị. Mỗi tấm lòng hảo tâm luôn được chúng tôi ghi nhận và trao tận tay tới các em nhỏ ở trường mầm non Phù Lùng 2, Vân Đồn, Bắc Cạn, chợ Đồn, Bắc Cạn. Đến thời điểm hiện tại, công ty cổ phần ICO chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm gửi về cho quỹ thiện nguyện xây dựng trường mầm non cho các em nhỏ ở chợ Đồn, Bắc Cạn. Công ty thay mặt ban tổ chức chương trình, chúng tôi xin được trân trọng và gửi lời cảm ơn tới anh em, anh Nguyễn Xuân Hòa, trợ lý chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với số tiền đóng góp là 10 triệu đồng. Ngay bây giờ xin được mời anh lên sân khấu trao gửi món quà này cho đại diện quỹ thiện nguyện của công ty cổ phần ICO. Xin mời anh lên sân khấu. Vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Xuân Hòa, trợ lý chủ tịch Quốc hội. Ký phó chủ thủ tướng gửi tới quỹ thiện nguyện 5 triệu đồng. Thay mặt quỹ thiện nguyện xin được gửi lời cảm ơn tới anh Kinh Tiến Mạnh. Tiếp tục chương trình, xin được gửi lời cảm ơn tới anh em câu lạc bộ Hà Nội FC gửi tặng tới quỹ thiện nguyện ICO với số tiền 20 triệu đồng. Xin cảm ơn anh em câu lạc bộ Hà Nội FC. Và ngay sau đây sẽ là món quà đến từ công ty cổ phần đầu tư và phát triển ứng dụng toàn cầu EDA gửi tặng quỹ thiện nguyện với số tiền 5 triệu đồng. Xin mời đại diện quỹ thiện nguyện lên sân khấu nhận món quà này từ công ty cổ phần EDA. Quỹ thiện nguyện xin được cảm ơn công ty cổ phần đầu tư và phát triển ứng dụng toàn cầu EDA.
Và tiếp nối chương trình sẽ là món quà gửi về quỹ thiện nguyện đến từ công ty cổ phần tập đoàn quốc tế PAT Việt Nam. Xin được mời lên sân khấu trao món quà này cho quỹ thiện nguyện với số tiền là 5 triệu đồng. Cảm ơn món quà đến từ công ty cổ phần BAT. Xin được cảm ơn những tình cảm, những món quà yêu thương của các quý công ty đã gửi về cho quỹ thiện nguyện của ICO. Chúng tôi sẽ mang tới cho các em một phần cơ sở vật chất để các em có một mái trường ấm áp, được tiếp tục học tập và phát triển toàn diện như ước mơ của các em. Và trên hành trình này, chúng tôi rất cần và rất mong được sự ủng hộ của toàn thể quý vị. Mỗi món quà, mỗi tình yêu, mỗi lời yêu thương có thể gửi trực tiếp về cho chương trình Quỹ Thiện Nguyện ICO. Và ngay bây giờ, để hâm nóng lại bầu không khí này, xin mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu để theo dõi một tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Xin mời vũ đoàn Homie! Xinh đẹp.
Kính thưa quý vị, chương trình khai mạc của chúng ta đến đây xin phép được khép lại. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, ban tổ chức, các đồng chí trưởng đoàn của các đội bóng.